Lúa thăm tôm anh em ơi, còn bớt thì xì 39 thả được 2 tháng. Bốn ba lăm còn ký vậy. Tôi mới xì 39 đã được 2 tháng. Xe 35 con nghe nè. Giang ở cho anh hỏi á, thì chỗ anh có hoàn cảnh khó khăn nãy giờ em cũng nghe đó. Rồi sau khi điện về rồi anh có kêu em xuống rồi hỗ trợ đó. Là em xuống em thấy cái nguyên nhân nào mà ảnh thất bại vậy? Dạ. Em thấy lúc xuống đây đầu tiên á, em nhìn miếng vuông ảnh là thấy khối vôi rồi. Quá là nhiều bã năng tượng anh để lâu ngày á, cái nó dơ rồi nó lóp lóp dưới vậy. Rồi cái cũng kêu ảnh là thôi giờ hốt lên bớt đi, rồi xử lý rồi diêm lại, mình đánh rồi diêm, rồi xem mà em cũng test thấy có phèn á, phèn cao lắm, phèn tới 3 chấm mấy, dạ, cao lắm. Rồi em mới đưa đưa cái alumin để xử lý thì cũng hết luôn anh, hết phèn quả. Rồi mình mới đánh cái gầu diêm lại. Nếu mà mình, dạ, nếu mình xử lý cái gầu diêm không á thì cái phèn á nó sẽ không hiệu quả. Bởi vậy mình mới xuống mình test cái phèn cao quá, kêu nhờ xử lý cái phèn trước rồi em mới cho đánh gầu diêm sau. Rồi hai cái vấn đề đó là em giải quyết được. Và sau đó anh thả giống xuống cái thức ăn tự nhiên rồi lên rồi tôm anh đạt hiệu quả là trúng luôn. Tức là mấy năm nay là nguyên nhân bị thú đái gì bị phèn mà anh không có cái cách nào anh giải quyết sao? Không, em biết cái đó là nuôi kiểu truyền thống mà. Cứ đánh vôi thả tôm thôi. Còn đánh phân thôi. Sau khi mà Giang vô tư vấn cái tình trạng ao anh rồi hướng dẫn xử lý gì đó, rồi anh thấy đúng không? Rồi anh thấy anh đánh giá cái xử lý như hiệu quả nó như thế nào? Thấy sản phẩm này ok dữ lắm. Nó về thấy nó vuông là thấy nản luôn đó. Nó hai anh em có lúc Giang qua đi, hai anh em đi chấm xuồng đi vòng vòng vuông á. Nhìn thấy em chú vuông em còn nản mà. Nản cái gì mà nản được? Sao nó nản? Thấy nó thúi mà nó thúi sữa, cái kỳ lắm rồi, không có đường nào mà xử lý rồi. Giang hỗ trợ đưa thuốc cho mình xài đó. Đánh nhịp đầu là nhịp thứ hai là thấy nước ok là nước tôi trong bụng mình vững lắm mày. Lúc đầu là chưa tự tin phải không? Dạ. Lúc đầu thấy mình nản rồi. Mà không biết cái kêu Giang xuống đây cho có rồi không, chứ không biết là làm được không. Dạ. Thấy nó xài sản phẩm thì alumin với của gồ diêm á. Alumin thì chị phèn, còn cái gồ diêm là xử lý đáy. Dạ. Rồi sau khi mà Giang tư vấn là xử lý hiệu quả gì đó, rồi anh thả mấy thùng xuống, rồi thời gian bao lâu, rồi mình 2 tháng là được nhiêu con á, rồi mình thu hoạch là được bao nhiêu rồi? Gây một nhịp mồi và xong rồi mới thả một thùng, một hecta em thả một thùng. Thế là thăng thùng. Dạ. Rồi 2 tháng là được nhiêu con? 2 tháng về xây 3, 4, 15 con à. À cũng nhanh đó. Chứ hồi trước thấy đây mình... đó giờ mình nuôi đâu được về dễ vậy hả? không được á, đặt tôm đặt thử mình giật mình mà. Yeah. Mình đi mình chống chuồng đi từng vuông thấy nó búng mà. Lúc nó cũng chưa đặt nữa. Anh tới tháng ngoài gần 2 tháng mới đặt. Đặt rồi bây giờ mình bán hết cái đợt một là được nhiêu rồi? Em cũng đặt thu tỉa tới bị hoàn cảnh khó khăn. Không có để gì sai lớn nổi nè, cho con cái rồi đi học nữa. Nhỏ cũng sửa nên em đặt tỉa tới hoài đó. Nước này cũng đặt khoảng 30 mấy con đặt. Rồi mấy con là đặt rồi. Dạ, đầu cũng mấy bằng 30 triệu. Nhưng mà còn 30 triệu đợt đầu ha, chưa tính cua ha. Dạ chưa tính. Rồi còn tôm cù, vẫn còn tôm cù. Dạ. Rồi cái đợt 2 này anh thả là nói là bao lâu anh thả nói vô? Cái tháng rưỡi em thả 1 thùng. Rồi anh thả thùng sao là nó nhiêu con rồi? Dạ, không giờ đặt cũng 3-4 con. Bao nhiêu thời gian bao lâu? 2 tháng. Hai đợt giống nhau luôn, 2 tháng là 3-4 con đó. 2 tháng mấy ngày là anh đặt
tuyển hoài đó gì đó. Ờ, hy vọng đợt này bắt được mớ nó đi cho nó, dạ, nó nhẹ nhàng cũng 30-40 triệu nó đi. Dạ. Tại tôm năm nay á là xe nhỏ nó không có giá, chứ có giá anh cũng ngon. Dù anh có vốn anh nuôi xe lớn nó cũng đỡ. Tôm này rẻ quá. Ừ. Rồi qua hai cái đợt thả vậy đó là anh thấy giống nó tốt hơn. Rồi phù hợp cái dùng chỗ mà phong thạnh B của Phước Lâm Bạc Liêu mình không? Dạ. Tôm thì quá ok chứ tốt rồi nữa. Ừ. Với tôm ngang, tôm thả kiểu truyền thống ngày xưa là đi suốt, đi Bình Dương suốt. Chết thường nửa tháng, tháng mấy ngày rồi chết từ từ rồi mất, dạ, luôn phút xử lý rồi nó cầm tôm lại tới vậy à. Dạ. Vậy là đi Bình Dương suốt là đi mấy chuyến rồi, lên xuống mấy chuyến rồi, tức là mình đi cũng nhiều năm lắm đi không nổi. Cứ có nhiều tôm vốn đi là... tôm đi thì em đi. Có nhiều vốn đem về rồi cũng đi nữa hả? Chuyến này là đỡ đi phải không? Đỡ đi chuyến này, đi cầm nhà. À. Rồi Giang cho anh hỏi á, rồi khi em xuống tư vấn làm hướng dẫn thả tôm là tất cả đó, rồi nguyên quá trình nuôi rồi em xuống em cũng kiểm tra, rồi em theo dõi rồi em thấy cái chỗ anh nghĩ á là có tích cực, rồi có chịu học hỏi hoặc có chịu mà gọi là đam mê thật sự không? Để làm. Em thấy anh Nghị có đam mê rồi men rồi đánh đúng giờ, chịu khó làm lắm anh. Chắc là nỗ lực làm, đam mê. Bởi vì em cố gắng giúp ảnh, khả năng có thể. Thấy anh đồng rồi. Anh cũng khó khăn, chỗ anh đang bệnh. Cảnh nhà cũng khó khăn, nuôi hai đứa cháu rồi. Chứ cũng đang gặp khó khăn việc này kia. Chứ trước giờ anh làm bôn ba rồi anh không có tiền nhiều. Giá cú là không có. Thôi vậy là cũng mừng rồi, hai đợt rồi gán đi. Mà Giang xuống làm hỗ trợ vậy là đâu có tính phí tính công gì đúng không? Dạ. Lâu giờ anh em thậm chí chắc chưa nhậu nhau nữa mà. Dạ. Đúng không? Đó. Thì bởi vậy cái nguồn nghề nuôi tôm này em nói anh á, thật sự nhiều bà con khó khăn giống mình luôn, tại cái chương trình của bên công ty á là để cho bà con thấy được, thì bà con là như mình học theo á, anh em cái thực xuống hỗ trợ cầm tay chỉ việc, thực ra cũng đâu có tính công tính phí gì bà con đâu đó. Rồi sau khi mà bà con nuôi thành công thì cũng tặng chi phí 100% lợi cho bà con đó. Đó là cái động viên, cái xích lệ thôi. Nhưng thực ra cái quan trọng nhất là anh biết gì không, anh có được cái quy trình á, sau này anh trúng hoài luôn, không đi Bình Dương nữa, chứ không phải là tặng cái 5 triệu giờ về bữa anh ăn xài nhậu vậy bữa cũng hết à, phải không, cũng đi lại Bình Dương à. Nhưng mà nắm được cái quy trình đó, sau này anh mấy chục đất lại thì không có cố đất nữa rồi đó, mình mới mà mua đất thêm, rồi mình hỗ trợ giúp đỡ nhiều bà con, rồi là hai nữa là lo được cho gia đình, các nhà các cửa đồ lên, con cái học hành đàng hoàng đó, cái đó mới quan trọng đó. Anh thấy quy trình có dễ làm không nào, rồi có dễ đăng ký thực hiện không? Đó, rồi giờ anh có nắm được phần nào và anh có tự tin mình nuôi đó là nó khác biệt so với trước đây không? Dạ có anh, được thì thấy Giang hỗ trợ rồi em cũng học hỏi hai vụ này, thấy cũng dễ làm. Cách thức ủ men giải theo đúng giờ giấc, định kỳ 7 ngày hoặc 10 ngày, mưa nhiều thì em 7 ngày em giải rồi. Đó, nắng lại thì nắng đẹp trời thì có 10 ngày em đánh lần. Đúng rồi. Thì em nói đó, thì nhiều khi á mình có định kỳ 10 ngày mình đánh men, rồi tôm vô tháng đánh cái rùa diêm để phòng bệnh. Đó, tuy nhiên tùy theo cái cỡ tôm và cái thời tiết, cái tình hình sức khỏe tôm nữa, để mình có thể mình tăng liều đó, để mình giữ cho nó tới mình gần tới ăn rồi, mình để nó sự cố cái nó đâu còn nào đâu. Đó, mình nuôi mới hiệu quả, chứ không phải mình cứ lúc nào mình cứ 5 ngày 10 ngày mình đánh đâu. Đó, anh phải theo dõi đó, rồi cái nào mà không rõ thì hỏi chỗ bên Giang thêm, thì từ từ mình học là mình tiến bộ mà. Khi em đi vuông mà thấy con tôm là bắt con coi là có gì là điện cho Giang này à, xác định điện này à. Phải theo suốt hỏi suốt vậy mới được. Rồi mình thấy mình đăng ký là dễ không? Dạ dễ anh. Đâu có tốn tiền đâu gì phải không? Dạ. Rồi anh có ý có cái lời khuyên nào để bà con mà giống như sau này gặp có hoàn cảnh giống mình á, là mà mạnh dạn người ta thay đổi cái cách nuôi, cũng như mạnh dạn
tham gia nhờ cái thực súng hỗ trợ phát triển. Dạ. Yeah. Thấy như bà con mình có nuôi tôm thì thấy như chương trình thì cứ đi theo chứ đừng nuôi theo kiểu truyền thống nữa, đi Bình Dương hoài. Chương trình này rất hiệu quả. Em là em nuôi là hai vụ này là em thấy quá trời ok đó. Bà con cứ nuôi cứ mạnh dạng đầu tư vô nuôi theo thì chương trình hỗ trợ. Cái chi phí có cao không hả anh? À, hai em là nuôi hai vụ có được khoảng 5 triệu, ngoài tiền men rẻ mà anh. À, hai vụ là 10 công phải không? Dạ. 10 công là hai vụ là coi như 5 triệu đi. Đó là quá quá rẻ rồi. Đâu có, tại vì Dung anh còn bị phèn nữa mà. Nội nhiều người người ta xử lý phèn không á là 5 triệu không đủ nữa, không hết nữa. Nuôi theo kiểu truyền thống nhưng nuôi con thẻ nên chứ cũng nuôi đó là bơm nước giải phân xả nước ra tính ra nó còn hơn nữa. Ừ. Mà không hiệu quả, không hiệu quả. Còn giờ chi phí mình thấp. Mình để nước đứng rồi ít bơm nước, thay nước thì nước đầy xả ra ít bơm lên cho bơm nguồn nước ngoài vô nó có nguồn bệnh nó vô nó nhiễm tôm mình á. Trong anh nuôi 2 tháng anh có bơm nước không? Dạ không, 2 tháng không bơm nước luôn. Dạ. Mưa đầy là xả. Mưa đầy xả, mưa đầy xả. À, tức là mình nuôi quy trình nước đứng xà men thôi. Dạ. Ồ ha, cũng hay ha, cái đó là vấn đề. Tại nhiều bà con người ta không có dám mạnh dạn, người ta sợ giống như mà để nước cạn quá hoặc người ta giống như người ta muốn thay để cho tôm nó lột cái đó. Dạ. Tuy nhiên mầm bệnh ở ngoài thì nó cũng muốn con. Làm quy trình nước đứng luôn. Lúc trước là không có gạo. Không có gạo, không có nồi tự nhiên. Nồi. Chỉ là tạp phân theo kiểu thiên gian mà nó tạp phân cái tảo rồi đó, cái tạc rồi. Đợt này là lên cái gì? Lên nhiều. Lên cà riêu với cobin bot với ốc gạo, nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Ồ, bởi vậy nó mới lớn nhanh vậy chứ. Tức là khác biệt ha? Khác biệt trước cái gì lắm. À. Em hy vọng sắp tới là anh thành công hơn nữa kìa. Dạ. Rồi để nhân rộng cho nhiều bà con ở đây giống như có hoàn cảnh giống mình á, để bà con có cuộc sống tốt hơn. Nói chung đừng đi Bình Dương nữa, nhà lo gia đình. Thật ra cũng muốn không, dạ, nhưng mà đây tại hoàn cảnh này, nuôi thất hoài thì phải đi thôi chứ. Vậy là Dân ơi, là hôm nay tặng nhiều khó đó, là tổng cái chi phí mình tặng hôm nay là như đó. Dạ, em có đề xuất nghe anh Tấn vậy nè, tại trường hợp mình đó là mình một vụ anh là mình để chi có vụ tiền men à, chỗ anh nghĩ á là trường hợp đặc biệt, cho nên là đề xuất anh chi hai vụ luôn, hai vụ nuôi của anh là 5 triệu. À, thì em thả hai vụ nói á, hai vụ đó là 5 triệu, mỗi vụ là như 2,5 triệu. À, tức là 10 công mỗi vụ 2,5 triệu, tính trung bình ra là 2,5 triệu à. Là 2 tháng à, ha? 2 tháng. À, tức là 10 công xài một vụ 2 tháng là 2,5 triệu, mà anh được 2 vụ là 5 triệu. Do anh thả nói vô anh, rồi anh xài nói tiếp đó. Ồ, thường người khác là tặng cái vụ anh nghe. Dạ. Hoàn cảnh này cũng hơi đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, chỗ mà bệnh nè với cũng khó khăn, như chỗ con cá nhỏ nữa. Dạ, bị thối quá khớp kháng. Ờ, bệnh nên bị thối quá khớp kháng hơn. Dạ. Ờ, cũng như mình không có màng nặng nên nhiều hơn. Dạ. Cũng là quan trọng là đúng hoàn cảnh là ok à, không gì. Anh cũng có nói công ty là việc. Vậy là hôm nay là mình tặng anh đây ha. Rồi em gửi công ty. Rồi anh Nghĩ ơi, hôm nay là em thay mặt công ty Vinatom 399 á, là tặng thưởng anh chương trình Trung tâm Vượt Khó anh đã hoàn thành đó, chỗ kỹ sư Giang hướng dẫn hỗ trợ, thì chúc anh ngày càng thành công hơn nữa. Rồi ngoài cái việc lo tốt cho gia đình thì sau này cái mình chia sẻ được nhiều bà con có hoàn cảnh như mình á xung quanh để là nuôi tôm ngày càng phát triển ha. Chúc gia đình là hy vọng là anh nuôi tôm ngày càng hiệu quả hơn nữa, rồi rồi giúp đỡ cho bà con xung quanh đây. Dạ. Cảm ơn công ty ông Tuấn này nhân gian hỗ trợ. Ừ. Đây là tặng thưởng là 5 triệu nha. Dạ. Em 5 triệu cái chi phí là coi như là 2 vụ nuôi. Đó. Chúc thành công, sức khỏe.